lại mẹ Quan Âm tay cầm cành dương cứu khổ, ban pháp nhiệm màu ngày rưới khắp nơi trần gian, dòng suối từ bi ngọt ngào trong xanh tươi mát, như anh vẫn dương chiếu rồi sáng soi muôn loài. Mẹ hiền ơi, mẹ hiền ơi, cuộc đời là biển khổ đầy vơi, khách trần là chiếc thuyền khơi, bao phen dòng tố cuộc đời, biết đâu là bên bờ an vui, biết đâu là bên bờ tựa nương. Hôm nay quỳ trước thánh tượng của ngài Bạch Y Quang Thế Âm Bồ Tát, hòa quyện theo làn khói hương nghi ngút, chúng con thành tâm phổ phục dưới chân ngài. Trước tấn từ bi chúng con xin được tỏ bài, Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con đang sống giữa chợ đời lạc lõng bơ vơ. Hôm nay quỳ trước ngài, chúng con là những kẻ thơ đang dông ruổi đam mê trong cõi trần mong ao, mà không nhận ra con đường chánh đạo của đấng đại từ luôn tầm thỉnh cứu khổ. Như đấng mẹ hiền trái tâm từ đến nơi đã con, duyên làm thiên linh cứu giúp thoát cơn nguy nạn lầm than. Ôi đấng từ bi, chúng con chỉ thành kính dâng Quan Âm vững giác, dưỡng cho con khờ vượt qua sóng gió cuộc đời. Cứ mỗi lần con thắp hương dâng mẹ là tự cõi lòng bao phiền não rung rơi, giúp chúng con trút hết sầu vơi, chính lúc đó chúng con như được dỗ về với lòng từ bi vô lượng. Dù trước mặt chúng con chỉ là thánh tượng, trong lòng là đức mẹ Quan Âm. Lại ngài Quan Âm quay thần Bồ Tát khuyên thăm, luôn luôn tâm thính trái tâm từ của giấc hàm linh, con xin dâng lên tâm thành kính đấng từ bi, lệ con quanh mi thương ngài chẳng sợ hiểm nguy. Nam mô đại từ bi Quan Thế Âm, nam mô đại từ bi Quan Thế Âm, thập nhị nguyện ngôi quá cao thâm, Nam Phố Đà nơi ấy xa xăm có đức ngài Bồ Tát Quan Âm. Bàn bạc mây trôi thoáng nhẹ qua, Quan Âm Nam Hải độ ta bà. Gió đưa cành trúc lá đã ngọn, thấp thoáng bóng hình mẹ hiện ra. Mẹ hiền Quan Âm ơi,
nghe qua phổ Đà Sơn dị truyền, bao chuyện ly kỳ mẹ đã cứu độ chúng sanh, dùng thần thông để cảnh tỉnh bọn gian manh, cảm hóa họ biết quay về bờ giác. Đó là chuyện độ người hung ác, còn biết bao sự nhiệm màu ngài cứu thoát khỏi nguy nan. Tâm con giờ được bình an, bao nhiêu nghiệp như ngột ngang tiêu dần, thành tâm lại mẹ muôn lần Quan Âm Bồ Tát là mẹ tinh thần của chúng con.